Rồi, thầy xin chào các em nhé. Bây giờ thầy lại sửa thì thêm cho em một câu tích phân nữa. Đây là một câu khá là hay nhá. Ok. Câu này người ta bắt đi tính tích phân từ từ t đến t cộng 5 của f với x dx đúng không? Rồi. Biết fx của em là bằng x mũ 3 cộng ax bình cộng bx cộng c. Thỏa mãn là f phẩy t bằng f phẩy của t cộng 5 bằng 2 với t là hằng số. Mình sẽ thấy là t và t cộng 5 đó chính là nghiệm của phương trình f phẩy x bằng 2. Đúng không em? Đấy nhá, em phải nhận biết ra cái điều đấy cho thầy, đúng chưa? Bây giờ em đi tính cho thầy f phẩy x nhá. F phẩy x của em là 3x bình cộng 2ax cộng b. Chuẩn chưa? Rồi, bây giờ em sẽ có như sau. Đó là mình đi mình có là f phẩy x bằng 2 tương đương với, đúng không? Tương đương với 3x bình cộng 2ax cộng b bằng 2 đúng không? Em bằng 2 chứ đúng không? F phẩy x bằng 2 mà, đúng chưa? Trừ 2 bằng 0. Theo định lý VS thì mình có là do t và t cộng 5 là nghiệm của phương trình, đúng không? Nên tổng hai nghiệm là t này cộng với t cộng 5 thì bằng trừ b trên a, đúng không? Nên trừ 2a trên b, t nhân t cộng 5 thì bằng c trên a là b trừ 2 chia cho 3. Chuẩn chưa em? Ok, ở đây mình sẽ rút ra cho thầy nhé. Đó là t của mình sẽ bằng bao nhiêu em? 2t cộng 5. Ok, chỗ này gì? Đổi một chút này. Này thầy sẽ có như sau. Đó là cái này sẽ tương đương với a của thầy sẽ bằng trừ 3 phần 2 nhân t cộng 5. Giờ rút ra cho thầy như vậy. Bên dưới b của thầy sẽ bằng 3t bình cộng 5t thầy nhân tung ra đấy, cộng 2. Chuẩn chưa em? Rồi, thì từ đây mình sẽ có như sau. Rồi, ta có đấy. Nguyên tích phân từ t đến t cộng 5 của f phẩy x dx thì sẽ bằng fx cận từ t cho đến t cộng 5, được chưa? Và nó sẽ bằng f tại t cộng 5 trừ đi f tại t, được chưa? F tại t cộng 5 thì em nhập hàm số vào, em can tại t cộng 5 thôi, đúng không? F tại t cộng 5 thì sẽ bằng đây fx này, đúng không? Từ ft em thay x bằng t thôi, đúng không? Và em sẽ có là gì nhỉ? T cộng 5 tất cả mũ 3 trừ đi cộng với a nhân t cộng 5 bình cộng b nhân t cộng 5 cộng c. Đấy, trừ đi fx đúng không? Ft đúng không? Em thay x bằng t thôi. T mũ 3 trừ đi a t bình trừ bt trừ c. Đó, thì lúc này em chú ý với thầy nhé. Em thay a bằng trừ 3 phần 2 nhân t cộng 5, thay b bằng 3 nhân t cộng 5 bình cộng 2 thì ta sẽ được đó là gì nhỉ? T cộng 5 tất cả mũ 3 này cộng với trừ 3 phần 2 đúng không, nhân với lại t cộng 5 nhân t cộng 5 bình, ok, cộng với b đúng không, b chính là 3 t bình cộng 5 t cộng 2. Đó, nhân với gì em? T cộng 5. Được chưa? Trừ đi T mũ 3 trừ đi A của em là trừ 3 phần 2 đúng không? T cộng 5 nhân với T cộng 5 bình trừ đi B. B thì em thay bằng gì em? 3 nhân T bình cộng 5 T cộng với 2 nhân với gì? T cộng 5. Đó. Bây giờ thì cái biểu thức này tốt nhất là em nên dùng máy tính thôi. Đây là làm trắc nghiệm đúng không? Đây thầy nhập rõ ràng ra thì nó như vậy thôi. Còn em có thể chọn cho thầy T bằng 0 nhé. Em chọn T bằng 0, em nhập cái biểu thức này em can cho thầy. Thấy chưa? Nhập biểu thức này can tại T bằng 0 thì nó sẽ ra đáp án là trừ 105 phần 2. Em hiểu không? Ok. Thế vậy đáp án cuối cùng của mình đó là đáp án gì? A. Hiểu chưa em? Làm tự luận thì em mới phá tung ra thôi. Còn làm trắc nghiệm thì em nhập vào em can cho thầy tại t là một số bất kỳ nhá. Thì can tại t bằng 0 là đẹp nhất rồi, đúng chưa? Thì đáp án gì luôn em nhỉ?
đoạn A luôn em nhé. Ok.